Đây là cái âm thanh báo thức hay nhất của loa này. Chúng ta có thể kéo cái miếng nhựa ra và để điện thoại vào, làm giờ đỡ điện thoại để xem phim và nghe nhạc. Khá là tiện. Đây là cái loa Bluetooth K10. Cái loa này vừa có thể làm đồng hồ báo thức được, vừa có thể để giá điện thoại. Đây là đằng sau của nó, K10 màu trắng này. Bluetooth 5.0, công suất 3W, made in Tàu đúng không ạ? Ok, chúng ta cùng bóc ra nha. Cái vỏ hộp và nhựa với giấy của nó cũng khá là chắc chắn. Bên trong có một cọng cáp sạc micro USB. Cái loại cáp này cho Samsung hồi trước ấy. Còn đây quyển hướng dẫn sử dụng. Quyển này mọi người mua hàng chắc chẳng ai đọc đâu. Thế rồi. Chúng ta quay trở lại với cái loa nhé. Ở mặt trước của nó thì nó được tráng một lớp gương ấy. Nhưng cái này không phải là gương thật, cái này chỉ là một cái tráng lớp để chúng ta có thể soi thôi. Bên dưới là một số thông tin của nó. Vẫn là Bluetooth 5.0 này, dung lượng pin là 1400 mAh, công suất loa 3W. Đây là hai cái miếng để cho đỡ chống trượt thì nó đã đặt trên bàn rồi. Còn đây chúng ta thể kéo cái miếng ra và để điện thoại vào để xem phim và nghe nhạc, nó như là một cái giá đỡ điện thoại ấy. Đấy, đóng vào rất là tiện. Đằng sau thì nó có một cái màng loa, màng loa chính bên đây, còn bên đây là một cái cục bass để tạo âm trầm. Ở cạnh hông thì có một chỗ nguồn sạc 5V này, một khe cắm thẻ nhớ đấy, một cái đầu ra 3.5. Nó có một số nút điều chỉnh như này. Đây là nút bật nguồn này. Nút này giữ để tăng giảm âm lượng. Còn nút M là có chuyển 3 chế độ, 1 là đồng hồ 2FM, 3 là chế độ Bluetooth. Cái này là để tăng độ sáng của hiển thị giờ. Nút trái phải để chỉnh giờ. Còn nút set cuối cùng mà chúng ta có thể để cài đặt báo thức và chỉnh giờ luôn lúc đấy. Bây giờ bật nguồn nhé. Bluetooth mode. Ok, thì bật lên thì màn hình sẽ hiển thị giờ như thế này. Để giữ này, để giảm âm lượng. Cái này âm lượng của nó max là 30. Đây, chúng ta giữ hai nút, lách lên lách xuống là chỉnh âm lượng của nó. FM mode. Ấn là nút mở ra chế độ FM. Clock mode. Chế độ đồng hồ. Ấn lần nữa là ra chế độ Bluetooth này, để kết nối điện thoại. Thì chữ BT nó nhảy không? Nút này để tăng giảm độ sáng của hiển thị giờ. Đấy, hình như có 3-4 nước sáng gì đấy. Còn hai này chúng ta để chỉnh giờ cho nút set. Còn chúng ta giữ nút mở thì nó chuyển chế độ 12 giờ. Đấy. Bây giờ giữ lần nữa thì sẽ là chế độ 24 giờ. À, chúng ta ấn nút set này. Ấn một lần thì hiện báo thức này. Báo thức 1, báo thức 2 này. Đấy, báo thức 1 đây. Chúng ta giữ để chỉnh giờ. Đấy, nó nháy rồi. Bây giờ ấn nút hai mũi tên để chỉnh giờ. Ấn lần nữa thì nhảy chỉnh phút. Bây giờ ấn lần nữa. Đây là âm thanh báo thức 1 của nó. Âm thanh 2 đây. Âm thanh 3 này. Âm thanh 4 này. Âm thanh 5. Đây là bài Calamity nhé.
tra giữ này để kết thúc cài đặt. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang chế độ Bluetooth để kết nối thử để phát nhạc thử xem nó hoạt động như nào nhé. Bluetooth mode. Đấy, khi chúng ta chuyển sang Bluetooth thì chiếc BT nó nháy này. Chúng ta tìm trên thiết bị nó ghi là K10 đấy. Bluetooth has been Đã kết nối connected. xong. Bây giờ tôi sẽ bật thử vào bài nhạc xem nó âm lượng nó sẽ như thế nào. Đầu tiên bài EDM đi. Đây là cái măng loa chính của nó ấy. Còn đây là cái cục loa trầm. Còn đây là loa chính, nó sẽ phát chủ yếu ở đây. Bây giờ tôi sẽ bật thử bài acoustic xem nó âm thanh như thế nào nhé. Với acoustic thì âm thanh khá trong trẻo. Mức âm lượng là chúng ta nghe đủ nghe với trong phòng. Lâu nay em luôn một mình, lâu không quan tâm đến người nào. Và cái loa này nó có thể hiển thị độ C, là mọi người có thể để ý này. Màn hình cứ khoảng 5 giây nó sẽ nháy sang hiển thị chế độ đo nhiệt độ. Nhưng chế độ đo nhiệt độ của cái đồng hồ này không chuẩn lắm mọi người, nó chỉ có cho vui thôi. Ok, video của tôi ở đây nha. Mọi người thấy video hay nhớ cho tôi xin một like và đăng ký kênh nha. Bye bye anh em.